đây có cá linh, nhóc cá linh luôn nè. Ôi cá linh này mà kho rượu ăn ngon lắm á. Cá chốt. Rồi cá chốt chuột, rồi tôm. Mọi người giở trà ăn cái đi. Hả? Giở trà. Dạ. Thôi kéo xong hết rồi đó phải không? Cái cảnh đẹp lắm anh Hiếu. Nhiều không anh? Dạ. Ồ. Đã. Tháo quá. Ra cho anh trước, ra trước. Đi chậm chậm nghe cha. Lật xuống dưới là tiêu luôn á. Móc vô. Trời trời. Trời ơi, có cá ngát kìa. Đâu đâu đâu, cho em coi với. Xích 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 vô, xích vô. Đủ nước cá. Có luôn. Ôi, cái này anh ấy mấy ngày rồi mới dỡ lên? Có thế. 15 ngày hả? Qua đây. Qua đây đúng không ta? Hiếm lắm mới gặp cái cảnh này đó. Ôi ai cũng biết anh Hiếu luôn ta. Để tử thứ 18 luôn đó. Đây nè. Dở gì vui không anh? Vui. Một cái trà như thế là bốn người dở là mấy tiếng mới xong? 2 tiếng. Sáng 6 giờ tới cái này là hao luyện đó. Mình đặt nửa tháng mình dở lên. Con cá đó là cái gì ta? Cá nào? Dạ. Cái nào đó? Nó cá lội lội với đó. Cá linh hả? Kia. Ồ, cá heo nè. Đâu, anh đưa xem với. Nè, cá heo đây các bạn. À, cá heo. Cá heo trắng hả? Ờ, heo vàng. Heo vàng. Đây là cá lăng leo kiến, cá lau kiến. Sao hả? Chưa kiến. Cá chốt giấy bình Hiếu thường ngồi được nè. Ờ, đúng rồi. Còn con cá đó, con cá tròn tròn kia là con cá gì ta? Cái này phải không? Dạ. Cái này là cá sơn. Cá sơn, cá sơn nó xương nhiều lắm phải không? Ừ. Chốt chuột. Đâu? Nó chốt chuột đây, cái đen đó, nè, cái đen. Dạ. Này hai ba con dưới này nè. Ở đây là cái trà này là mình mấy người đặt. À, có người nộp đó đó, mình giả tiếp. Này là anh này đây ha. À, chú này. Dạ Trần Ngai mình giả tiếp. Giả tiếp anh. Dạ. Mình giả vậy rồi công sao? Cá mình bắt nén. À, hay biết cái chỗ này chưa? Nãy giờ biết chú này chưa? Đấy, biết cái chỗ. Dạ, rửa rửa cho nó sạch tí anh. À, chốt chuột. Cái chốt chuột. Cho em gần gần cho con cá kìa, cá linh kìa, cá linh ấy kìa. Ghê. Linh ghê. Sao mình gọi nó là cá linh ghê ta? Tại dẹp nó cá linh tròn. Nó giống như cá cóc hả? Cá tròn cá ghê nè, khác nè. Nè, bỏ vô, đâu cá tròn nè. Cá tròn à. Cá ghê luôn á. Gặp mấy anh này giỡn trà vui. Thơm. Ồ dưới đó còn nhiều dưới ta. Phóng qua. Phóng qua. Phóng qua hả? Một cái vậy là mình giỡn một tiếng đồng hồ. 2 tiếng. 2 tiếng. Hồi sáng giờ mình được khoảng bao nhiêu ký rồi? Nói đậu bọc đó. Cái dính nước đi theo. Chút xíu nữa. Đâu, cho em xem. Cho em xem ở trên này với. Được không? Đỡ đây nè. Thôi em không giống cầm nó rớt rồi sao? Nói dù. Nó nói dù quay đi một chút đó mà đặt. Ô, trên. Ô, trên. Lá có một trình bự lắm. Đi vậy quay chút xíu trễ không anh Hiếu? Trễ nước không? Trễ nước không? Con nước nè. Cá chốt chuột nhiều quá ta. Con cá heo cũng là quý hiếm rồi, con cá lưỡi trâu kìa. Số 1. Mỗi một lần như thế là mình bán được bao nhiêu tiền anh? Hết túi. Chúng được hết. Chúng được 1 triệu ngoài 2 triệu. Dạ. Nó thì 500. Dạ. Rồi trà mình mua. Trà là nó là chắc từ loại cây gì vậy? Sao đủ thứ cây. Sao dạ. Về nước. Con cá này là ngon quá ta. Thơm thích luôn rồi. Vào mùa nước này mình mới đặt trà hay sao? Giờ mình giờ vô trong rồi. Nước chuyện nổ giờ vô. Ờ, chuẩn bị mình nhổ những cái cây nọc tre này giờ vô luôn. Giờ vô luôn. Dạ. Mình đặt quanh năm hay sao anh? Quanh năm luôn mà. Dạ. Mình nửa tháng dở làng rồi bữa. Ngoài cái nghề mà sinh sống bằng nghề
vỏ trà như đống trà như thế này thì còn nghề gì nữa không anh? Không chảy vụ thiếu trà gì nghề cũng trả. Dạ mình phụ thêm ha. Phụ thêm. Nửa tháng sau thì mà mình bây giờ mình vỡ xong rồi mình đặt luôn. À. Rồi nửa tháng sau là mình sẽ quay trở lại. Quay trở lại. Kìa con cá ăn cá lồng tông ra, cá lồng tông bay có. Ủa con cá đó lâu gặp lắm rồi đó. Loại cá luôn á. Cái này có khi nào cá nhỏ mình bắt mình thả lại không? Được, thả. Này là mình giờ không có dùng lưới điện đúng không? Không, không có dây điện. Ôi dạ. Nhờ đeo vô cây tre này. Cái lưới cái mùng người ta này người ta gọi là cái mùng. Này lưới này nó bắt được tất cả các loại cá luôn. Khi mà nó nằm ở dưới nước như thế này thì mình thời hạn sử dụng nó là bao lâu anh? Mình đặt đó từ nào mười bữa nửa tháng mình dở lên không em nói là bao lâu nó sẽ mục á mông hả dạ hoài biết chừng nào mục á ồ vậy hả này lâu mục lắm thì có con tôm mà nhảy lại mình sống theo cái cảnh sông nước này mình thấy mình vui không vui chứ giả trà này vui việc cửa rồi vui lắm hả ừ có gì bằng tuyệt vời dạ anh năm nay nhiêu tuổi rồi 38 anh bao nhiêu năm làm nghề giả trà như thế này có rồi 2 năm à ồ vậy hả ừ. Mình thích hay sao thích trà kiếm cá mà anh chị giờ lên ăn đó ăn hết bán kiểu đó mình kiếm nhau mình kiếm nhau là nó nhậu chiều nay cho em nhậu với nha ok kêu Quỳnh Trung Hiếu trả lên vui vui thiệt luôn á cho em coi với ủa hả mấy cái đồ mà thiếu ở đây có cá linh nhóc cá linh luôn nè ôi cá linh này mà kho rượu ăn ngon lắm á cá chốt rồi cá chốt chuột rồi tôm vậy sao cái con này là con trình chứ không phải là con lươn hả? Trình lươn khác, trình khác. Nó mình phân biệt chỗ nào ta? Mấy trình bự lắm rồi. Bông đó. Ờ cái bông. Bông đuôi vậy. Trình nó thì mình làm món gì ăn ngon? Dùi vô đi. Anh là năm nay là bao nhiêu năm làm nghề đặt trà như thế này rồi? Năm số năm mười năm giàu. Ồ vậy hả? Mỗi một lần như thế là 1 triệu đồng vậy mình chi phí ra mình còn lời nhiều không? Là bữa nữa mình đâu có tốn công gì phải không? Không. Chỉ cái vốn cái đầu tư ban đầu thôi. Nè 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 có con trình bự nè. Có con cá. Hai con. Hai con. Chúng con luôn. Trời ơi. Ơi ơi ơi, con trình đã chi hả? Con trình nó làm gì ăn anh Hiếu? Chua, con chua. Anh nói số 1. Nướng là số 1. Đã quá ta ơi. Đúng là cái cảnh sông nước nhìn đã thiệt. Rồi bây giờ mình dở dở nọc vô. Mỗi một lần như thế là mình làm cái con cá kìa anh. Mình làm tốn khoảng bao nhiêu thời gian của mình ta? Thì nó chưa cả 2 tiếng hồ nó vào lúc trà này. Dạ mình lặn sâu xuống dưới hả? Này nó cảm ơn. Lúc đầu à. Mình dở trà thì mình canh theo con nước sao mình mới dở? Nước đồng dở. Nước kém mình dở lên. Tại vì nó vô đây nó ở lại hơn. Dạ. Cái cách bắt của mình là khi mình lấy cái cây tre đó đó hả anh? Mình luồn lưới hả? Dở hết trà rồi mình gạt ngang từ từ. Dột xuống. Dạ. Ôi đã quá. Cảm ơn các anh rất là nhiều nha. Cho em coi lại cái bị cá với. Đây, coi. Đây này nè. Xong hết chưa? Mình dở sáng giờ là cái mẻ này là cái đợt này là xong cuối cùng đó hả? Đâu cho coi coi. Cái này là cá lăng anh hả? Cá lăng. Cá trà lớn quá kìa. Ừ. Cá trà cá lăng. Bên đây là cá ngát nữa hả? Cá ngát. Con cá này cá ngát bự với ta. Ờ cá ngát á. Chưa nếu cho con cá ngát lại coi, bằng cá ngát anh Hiếu bắt bữa hôm kia. Đó, coi sức là coi, có không? Đã nghe dạ. Cá ngát là thuộc họ cá trơi á. Ờ. Nhưng mà nó là loài cá độc nhất của sông Cửu Long mình á. Đúng rồi. Còn con cá anh bắt cá kết lên cho em coi với. Cá kết hả? Ê. Trời ơi. Rồi, xin. Đây, một con cá kết.
Rồi chúc anh, các anh sức khỏe nha. Cho em chụp một hình đấy. À, một lần nữa thì trên cái đoạn đường mà đi cùng với anh Hiếu đó thì Bùi Hồ quay một cái clip ngắn về bắt cá của các anh, các chú là làm nghề giỏ trà hơn 10 năm trên cái con sông Vàm Nao này. Dạ xin chào nha.